À, xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Thảo lại tiếp tục quay lại buổi livestream của thẩm mỹ viện Giang Nam. Thì ngày hôm nay thì Thảo trực tiếp gặp một chị khách hàng đến tái khám. Thì không biết là chị đã thực hiện dịch vụ gì tại đây, thì mình cùng chia sẻ với chị để mình cảm nhận được cái sự trải nghiệm của chị ở đây như thế nào ạ. Em chào chị. Chị ơi, mình có thể giới thiệu sơ về mình được không ạ? Em tên Thảo Nam, 20 tuổi ạ. Dạ, thì mình đến từ đâu chị ha? Em đến từ Đắk Lắk. Đến từ Đắk Lắk. Thì chị có thể chia sẻ cho em được biết là hôm nay mình tới tái khám dịch vụ gì được không ạ? Em là nâng mũi sụn cấu trúc. Nâng mũi sụn cấu trúc. Thì hôm nay mình được bao nhiêu ngày rồi ạ? 8 ngày. 8 ngày. Thì chị có thể chia sẻ cho em được biết là lý do vì sao mà chị quyết định thay đổi cái mũi của mình không ạ? Thì mũi em ban đầu nó không có sóng. Ngắn quá. Rồi mình cảm thấy mắt tự tin đúng không ạ? Dạ, thì động lực nào mà để cho chị chọn thẩm mỹ viện Giang Nam để mình thực hiện cái dịch vụ này ạ? Được người giới thiệu qua. Được người giới thiệu qua. Chị cũng có tham khảo trên Facebook này kia đúng không ạ? Dạ rồi, thì em xin phép chị em đưa ra cái hình trước của mình để cho mọi người thấy được cái hình trước của chị như thế nào và các kết quả trước và sau để họ có thể là so sánh được cái sự thay đổi của mình chị ha. Thì mọi người có thể ha, chị nhìn thẳng đi, bây giờ mình cứ nhìn thẳng trước. Thì đây là cái hình trước của bạn. Đây, chúng ta để ý ha, Thảo sẽ phân tích sơ. Thì cái hình trước của bạn, chúng ta nhìn vào sóng mũi nè, thứ nhất là nó bị bè nè, thứ hai là mũi không quá sóng, đầu mũi thì thấp ha. Rồi chị ngước lên giúp em tí xíu ha. Đúng rồi, mình ngước lên đây, mọi người có thể so sánh ngước lên giùm em ha. Đây, sau khi làm xong thì cái trụ mũi của bạn được dựng lên rất là cao ha, phù hợp với gương mặt, tạo cái độ sóng mũi là nó bay vừa ra ha. Còn cái hình trước của bạn thì cái trụ mũi không có, nó bè cái cánh mũi ra. Thì bây giờ mình quay qua góc nghiêng giúp em ha. Rồi chị nghiêng qua em. Đúng rồi. Rồi, nghiêng vừa thôi. Đây, đây là góc nghiêng ha. Mình có thể so sánh góc nghiêng ha. Hình trước và sau thay đổi rất là nhiều. Mũi trước là rất là ngắn nha, đầu mũi tẹt. Thì sau khi làm xong thì cái mũi của bạn phong thủy rất là tốt, đầu mũi kính, sóng mũi vừa vặn luôn. Thì chị có thể chia sẻ cho em được biết là chị có hài lòng với cái dáng mũi hiện tại của mình không ạ? Chị trao đổi thêm cho em một chút xíu nữa là cái điều mà chị lo lắng nhất mà khi chị đến thẩm mỹ viện Giang Nam là chị lo lắng nhất là vấn đề gì? Mình sợ gì nhất? Em cũng sợ đau thôi. Sợ đau thôi hả? Dạ rồi, thì chị chia sẻ em biết là mình có đau không ạ? Dạ không. Không đau. Dạ. Thì sau khi mình làm xong thì cái vấn đề mà hậu phẫu tại nhà của chị mình có cảm thấy khó khăn nhiều không ạ? Sinh hoạt bình thường. Sinh hoạt bình thường. Có nghĩa mình có bị vướng bận hoặc là mình cảm thấy khó chịu bình thường đúng không chị? Dạ rồi, thì em hỏi một câu nữa thôi, chị đánh giá như thế nào về ekip bác sĩ cũng như là nhân viên chăm sóc mình tại đây như thế nào? Chung thì cửa hàng mình tốt. Dạ. Nhân viên cũng chu đáo. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều về những cái chia sẻ chân thành của chị. Thì em chúc chị sau khi mình thay đổi cái dáng mũi mới này thì chị thứ nhất là xinh đẹp hơn là điều đương nhiên rồi nè, thứ hai là chị thuận lợi hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống, gặp nhiều điều may mắn chị nha. Thì sẵn tiện đây Thảo cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người về chương trình ưu đãi trong tháng 6 này, thì có nhiều gói giảm tới 50%. Thì ai có nhu cầu thì chúng ta có thể là inbox trực tiếp trên trang bay hoặc là trên trang của Thảo, thì Thảo sẽ chia sẻ và tư vấn về từng dịch vụ mà mọi người đang quan tâm ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay thì ngày mới thì cũng buổi sáng, thì em chúc chị có một ngày làm việc thật là vui ha, cũng như là sức khỏe của chị luôn dồi dào và thật tốt chị nha. Dạ, thì Thảo xin kết thúc livestream tại đây ạ.